Đây là bốn trò chơi cảm giác mạnh và nổi tiếng nhất tại Việt Nam. Và nếu mẹ tôi vượt qua tất cả mà không la hét, 10 triệu trên tay tôi sẽ là của bãi. Đây là trò chơi cá chép nhào lộn. Và chỉ một lát nữa thôi chúng tôi sẽ được xây 360 độ trên độ cao 10 mét. Và cuộc đồng hành này sẽ có tôi đi theo để quan sát biểu cảm của bãi. Và nó cũng là quyết định sai lầm nhất cuộc đời của tôi. Không thể ngờ trò chơi này nó lại đem lại cảm giác hạnh phúc. Mẹ tôi bắt đầu nhắm mắt để không bị hoảng loạn, nhưng tôi thì lại cứu tôi. Đúng rồi. Đây là lần đầu cũng như là lần cuối tôi chơi trò này. Trò chơi mang lại cảm giác khá là mạnh nên tôi đã thưởng nóng cho bảy 1 triệu. Thì bây giờ mẹ sẽ có 1 phút để ngồi lên con bò tót này. Tên của nó là đấu trường bò tót. Cái chân bấu có luôn. Thật may mắn là trò chơi khá là mạnh bạo nhưng bảy vẫn không la hét tí nào. Tàu lượn siêu tốc là thử thách tiếp theo. Và đồng hành với bảy lần này là con nhỏ em tôi. Cho nó chơi thử cho biết chứ không có phần thưởng nào ở đây cả. Bảy rồi. Bảy ngồi cuối luôn. Cái này nó lộn cỡ bao lâu con? Mau hả? Mau. Khó luôn á. Không may cho tôi là dù có rất nhiều người la hét nhưng mà bà ấy vẫn không hề mở miệng một tiếng nào. Không thể ngờ là sức chịu đựng của mẹ tôi là kinh khủng tới như vậy. Cả con nhỏ kế bên nữa. Nhưng vì những dư chứng từ những trò cảm giác mạnh từ trước nên là mẹ tôi đã khóc thật sự. Và dù như vậy nhưng mà ấy vẫn cố gắng để hoàn thành thử thách để nhận được 10 triệu. Thử thách cuối cùng là một nơi siêu kinh dị và có thể làm tất cả mọi người trên thế giới này la hét. Quay cái mặt mẹ ba. Không phải được. Tụi bạn có thấy gì đâu, Thử nào. Tắm tay lên. Camera cũng đen tươi luôn. Đây rồi. Và cái gì vậy? Và không hiểu tại sao mẹ tôi lại cười mà không hề la hét tí xíu nào. Mày nghe thấy ghê chạy. La là không có tiền đâu nha. Và cuối cùng bảy đã vượt qua tất cả mà không la hét. Nên 10 triệu này xứng đáng thuộc về bảy.